Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà đã qua sử dụng, nhà dân gửi bán sử dụng được 3 năm, nhà xây từ năm 2021, diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế tổng 4 tầng được 3 phòng ngủ. Với căn nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, mặt ngõ thông, xe ô tô nhỏ đi qua. Còn nếu như xe ô tô to 7 chỗ thì cách nhà 30m. Và với căn nhà này thì còn tương đối là mới, chủ nhà làm ăn có lộc cho nên gửi bên Nhà Tốt bán. Với diện tích 30m, mặt tiền hơn 3m, thiết kế công năng cửa chính, hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Và với cái căn nhà này thì chủ nhà làm ăn rất là có lộc nên mới chuyển đi và gửi bên Nhà Tốt bán. Giá bán hơn 2 tỷ. Cụ thể giá bán em sẽ để ở dưới phần miêu tả. Đương nhiên tất cả những căn nhà mà Ngọc Ánh quay review cho quý vị luôn luôn 100% sổ sách rõ ràng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hầu hết tất cả những căn nhà Ngọc Ánh quay và chia sẻ cho quý vị là đều hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Còn nếu như nhà nào không hỗ trợ vay vốn ngân hàng, em cũng sẽ chia sẻ luôn. Căn nhà này có gì ạ? Thứ nhất là vuông vắn, không lỗi phong thủy, không đường đâm, không thoát hậu, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cách với 200m là ra tới chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, trạm y tế, ủy ban nhân dân phường, hành chính của phường, cách với ngôi nhà 1,5 km mọi người ạ. Nói chung, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, quý vị đi làm theo cung đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Tính từ vị trí ngôi nhà này cách với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương là 2,5 km, cách với trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 1,8 km, phù hợp cho cả quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai. Nói chung là nếu như ở Hà Nội nội thành mà phạm vi bán kính khoảng tầm 10 đến 12 km thì căn nhà này tương đối là hợp lý với giá bán hiện tại mọi người nhá. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà có để lại cho quý vị nội thất là một bộ bàn ghế ở phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, lắp ráp đầy đủ, rồi là một chiếc quạt trần. Nói chung nhà có như thế nào thì quý vị đến xem, mua nhà theo hiện trạng. Thế thôi ạ. Nhà mới thì em sẽ nói là nhà mới, nhà đã qua sử dụng thì em cũng chia sẻ là đã qua sử dụng. Quý vị cảm thấy rằng căn nhà này nó phù hợp với quý vị, quý vị cảm thấy là cái giá bán phù hợp với quý vị thì quý vị liên hệ trực tiếp để em tư vấn cũng như đưa quý vị đi để chọn lựa được căn nhà ưng ý nhất nhé. Ngoài phần phòng khách thì đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp thì cũng được lắp đặt đầy đủ tủ gỗ, tủ bếp bằng gỗ, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa xong xuôi hết rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Vị trí của nó thuộc quận cho nên là nằm ở trong khu dân cư rất là đông cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Quý vị đừng nghĩ rằng hơn 2 tỷ một ngôi nhà là chắc nó phải nằm ở vùng sâu vùng xa thì không có đâu. Vùng sâu vùng xa bây giờ thì ở Hà Nội thì làm gì có vùng sâu vùng xa nữa đúng không ạ? Nếu như ở nội thành mà đông dân cư thì tất nhiên là vùng ven đô sẽ là một cái nơi mà khách hàng sẽ tìm kiếm nhiều nhất. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này thì có bể ngầm ở phía dưới tầng 1 2 khối 8 và trên tầng 4 là có bồn nước 1 khối và tầng 1 là có hệ thống máy bơm nước tự động khi mà hết nước quý vị nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường, hướng, vị trí, giá bán của ngôi nhà rồi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và trên tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị là một phòng ngủ riêng. Đây là phần tầng 2 thưa quý vị, tầng 2 đây. Phòng ngủ rất là vuông vắn, rộng rãi, thoáng. Ở phần tầng 2 thì chủ nhà có để lại rèm cửa và điều hòa. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp cửa. Hướng nhà thì là hướng Đông Bắc, tương đối là thoáng và mát. Và ở đây thì còn một căn nhà hướng Tây Bắc nữa. Nếu như quý vị không hợp hướng Đông Bắc thì quý vị có thể cân đối hướng Tây Bắc cũng được ạ. Đó. Sổ sách vuông vắn, nhà cửa thiết kế vuông vắn và
trên các tầng 2, 3, 4 thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao mà thiết kế là trần thường thực tế như thế này thôi mọi người ạ. Và hệ thống đèn led, đèn ngủ đây. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nói chung với ngôi nhà này thì cũng còn tương đối là mới. Mới ở được 3 năm và chủ nhà thì đa phần là chỉ ở mỗi tầng 2 thôi mọi người ạ. Tầng 3 thì ít sử dụng hơn. Phòng vệ sinh thì đang bóng điện bị cháy. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Với tầng 3 thiết kế công năng cho quý vị, cũng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Thậm chí trên tầng 3 này là chủ nhà đây, mọi người có thể nhìn nguyên cái lỗ ống chờ điều hòa để lắp ở đây là còn chưa sử dụng. Tầng 3 là gần như gia chủ cũ chưa sử dụng gì đến tầng 3 luôn ấy mọi người ạ. Chỉ lắp mỗi rèm cửa để đây thôi. Đó. Còn tương đối là mới. Phòng vệ sinh tầng 2, tầng 3 thiết kế giống nhau. Tầng 2 vừa nãy nó đang bị cháy bóng mọi người ạ, cho nên em sẽ quay kỹ hơn về phần tầng 3 để quý vị có biết được là tầng 2 với tầng 3 thiết kế giống hệt nhau, đầy đủ hệ thống sen, tắm này, bồn cầu này, rồi là lavabo, nước sạch sử dụng có sẵn rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Với căn nhà này thì sổ sách cũng sẵn sàng, sáng mua, chiều về để ở được quý vị nhé. Còn nếu như quý vị nào cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt để được tư vấn cho quý vị về cái phương thức vay vốn ngân hàng xem như thế nào. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thì lên trên đây là rất là sáng bởi vì có một cái ô giếng trời để lại ánh sáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang tầng 4. Đồng thời trên tầng 4 thiết kế công năng cho quý vị một phòng riêng. Với gia chủ cũ thì ít người cho nên là trên này là thiết kế một phòng thờ. Còn nếu như sau này quý vị về mà có sử dụng đông người thì quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại đây là sân phơi. Và quý vị có thể nhìn xung quanh hàng xóm đông đúc, dân cư đông đúc. Tiện ích chợ trường phường trạm như Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là đầy đủ cho quý vị. Đấy, chỗ phần phơi phóng cũng tương đối là thoáng và mát. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì cứ liên hệ với trực tiếp nhà tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 Ngọc Ánh để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Kênh nhà tốt chỉ có duy nhất hai số điện thoại em vừa chia sẻ thôi, cho nên mọi người lưu ngay vào và liên hệ để em tư vấn cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.